Những ai có thể thực sự được cứu chuộc? Phần 6. Thưa sư phụ, đây là về vaccine. Nếu vaccine cho COVID-19 không phải là thuần chay, mình có nên tiêm ngừa không? Một số vaccine được báo cáo là bao gồm tế bào động vật và thậm chí cả tế bào con người, cũng như kim loại nặng độc hại. Người thuần chay khỏe mạnh có thể nào có hệ miễn dịch đủ mạnh để kháng lại virus mà không cần vaccine không ạ? Tùy quý vị chọn, hiểu không? Dạ sư phụ, tôi không muốn nói gì hết. Quý vị biết rõ phải làm gì. Dạ sư phụ, nhưng có tế bào của động vật và con người này nọ. Ôi trời ơi, và kim loại nặng nữa. Tôi thậm chí không biết chắc mấy thứ đó sẽ ảnh hưởng cơ thể quý vị và ảnh hưởng hệ miễn dịch tự nhiên của quý vị như thế nào. Cho dù không tiêm vaccine nhưng quý vị ăn thuần chay, ít ra cũng cứu nhiều sinh mạng. Cứu sinh mạng những người khác, cứu sinh mạng động vật và công đức đó giúp quý vị một vị trí trên thiên đàng. Điều đó đáng để sống rồi. Và đừng lo lắng quá nhiều về việc ăn cái này, ăn cái kia, hoặc đừng lo lắng quá nhiều về việc sống lâu hơn với loại vaccine này mà thậm chí có chứa sự đau khổ của động vật và con người. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Mặc dù hiện nay có khoảng 140 loại vaccine trong giai đoạn phát triển ban đầu và khoảng 20 loại đang được thử nghiệm trên người trong các thử nghiệm lâm sàng, giới truyền thông nói rằng không ai biết những loại vaccine này sẽ hữu hiệu như thế nào và có thể có những tác dụng phụ nữa. Ngoài ra, bây giờ một số quốc gia đang đối mặt với làn sóng virus corona thứ hai và các chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng thứ ba có thể đến sau mùa hè này. Sư phụ đã nói rằng hoàn toàn thuần chay là giải pháp đơn giản. Tại sao các chính phủ không thực hiện điều đó? Tại sao họ thích phương pháp đắt tiền nhất, chẳng hạn như nghiên cứu thuốc vaccine? Bởi vì họ tiếp tục ăn thịt, đó là lý do. Vận động hành lang hay gì đó quá mạnh, hay là họ nghiện thịt đến nỗi thậm chí không thể cố gắng tự mình ngưng lại. Vì thế, họ không đưa ra bất cứ luật nào để yêu cầu người dân ngừng ăn thịt. Họ biết hết chứ, chỉ là họ không làm thôi. Thứ nhất, có lẽ họ quá yếu đuối, không thể ủng hộ cho những điều đúng. Thứ hai, có lẽ họ lo lắng rằng họ sẽ mất việc trong chính phủ hoặc không được bầu chọn. Tôi không biết, dù sao dùng quá nhiều tiền để tìm vaccine khi mình biết nguyên nhân là điều không đúng. Được rồi, có lẽ có thể có vaccine cho bệnh dịch COVID-19, nhưng sẽ có thêm nhiều bệnh khác. Còn về bệnh cúm heo mới thì sao? Ví dụ vậy. Dạ, sư phụ. Hay chủng loại cúm heo mới? Dạ. Dạ rồi, có lẽ ngày càng nhiều hơn, bởi vì mình không thể cứ mãi tìm cách chữa trị và thuốc vaccine. Dạ, sư phụ. Như có nhớ bệnh S và HIV không? Dạ nhớ. Bệnh đó đã từng là nan y. Dạ rồi, cần nhiều thập niên nghiên cứu gì đó để chữa khỏi bệnh đó. Dạ. Hoặc ví dụ như bệnh sốt rét. Dạ rồi, mấy bệnh khác như cúm gia cầm. Dạ rồi, cúm heo. Dạ rồi, bệnh MERS. Dạ SARS. Dạ rồi, virus Ebola. Dạ còn gì khác nữa. Dạ bây giờ là COVID-19. Chúng ta không thể mãi tưới cây từ lá. Mình phải tưới vào gốc để giữ cây sống và tươi tốt. Dạ. Sống một cuộc đời dựa vào bạo lực thì chúng ta sẽ chỉ gặt hái bạo lực, đau khổ bằng cách này hay cách khác. Không thể tránh khỏi điều đó, bởi vì sẽ không công bằng cho các tạo vật khác. Tất cả chúng ta đều là tạo vật, chúng ta nên đối xử với nhau tử tế và dịu dàng. Bảo vệ, không ăn, không giết, không tàn sát như vậy chỉ để ăn khi chúng ta có nhiều lựa chọn để duy trì thân thể của mình. Và các lựa chọn còn tốt hơn, quý vị hiểu không? Được chứ? Dạ hiểu thưa sư phụ. Tôi biết quý vị hiểu. Tôi chỉ nói vậy thôi, chỉ là thói quen. Bởi vì tôi không nghĩ tôi đang nói chuyện với mấy tai điếc trên thế giới. Vì vậy tôi cứ hỏi quý vị có hiểu không, mặc dù quý vị hiểu rồi. Họ có thể đưa ra luật như vậy bởi vì họ đã cấm thuốc lá và người ta thật sự lắng nghe. Và nhiều người trẻ không hút thuốc nhiều vậy nữa. Đã ít hơn. Vì vậy họ cũng có thể cấm thịt
đâu có khó đâu, bởi vì họ cũng cấm ma túy, và rồi một số quốc gia cũng cấm rượu nữa. Thế nên ngay cả nhiều quốc gia chỉ hút cần sa hoặc trồng cần sa, mình có thể bị đi tù hoặc bị phạt nặng. Nếu thế làm sao sát hại một chúng sinh sống, biết thở, có tình cảm, trung thành, dễ thương, hiền hòa và yếu đuối như trâu bò, lợn, gà, gà tây, cá, vân vân. Vân vân, lại có thể thoát khỏi hình phạt. Cần sa chỉ là một loại cỏ, đại khái vậy. Họ còn gọi là cỏ dại, tôi nghĩ vậy. Dạ, tôi có thấy trên truyền hình. Vậy làm sao sát hại một chúng sinh sống, biết thở, biết đi, thông minh và hiền hòa, lại có thể không bị trừng phạt, và thậm chí còn được dung túng và khuyến khích nữa? Như ví dụ tại nhiều quốc gia, trong lúc đại dịch Covid-19, họ đóng nhiều cửa hàng, nhiều doanh nghiệp, nhưng lại cho phép nhà máy thịt tiếp tục mở. Tới khi dĩ nhiên họ bị nhiễm bệnh rồi, họ mới đóng cửa. Và rồi họ nói bởi vì đó là điều cần thiết. Và bao lâu nay họ phải biết rồi. Ngày nay chúng ta có truyền hình, có mạng Internet. Vì vậy họ phải biết đây là độc hại, không tốt cho sức khỏe con người. Họ cấm hút cần sa hay gì đó, quý vị gọi nó là cocaine, hoặc có lẽ loại ma túy nào đó. Họ nói nó có hại cho sức khỏe, bất kể lý do gì. Nhưng thịt cũng vô cùng tai hại cho sức khỏe, đã được y học chứng minh rồi. Thế mà họ vẫn khuyến khích tiếp tục loại kinh doanh đó. Nên tôi không thấy có lý do nào hết. Dạ sư phụ. Cho nên bất cứ ai thật sự cho phép công nghiệp thịt mở cửa, thật sự chính họ cũng đang giết người. Bất cứ ai dung túng cho kinh doanh thịt, nghĩa là họ cùng dự phần trong kinh doanh giết người đó. Rõ ràng là như vậy đó, tôi không thấy hợp lý chút nào. Thưa sư phụ, khoảng hơn 200 ký giả người Pháp gần đây đã thổ lộ về cách mà vận động hành lang thịt gây áp lực để họ đừng nói về những hiệu ứng tàn phá của ngành chăn nuôi. Những ký giả đó ở Brittany đã quyết định đoàn kết lại và gửi một lá thư đến một số chính trị gia về điều đó. Nhưng rất có thể là các chính trị gia cũng đối mặt với áp lực từ vận động hành lang đó. Làm thế nào có thể giải quyết vấn đề đó, thưa sư phụ? Điều này gọi là hối lộ. Phải. Đó là bởi vì các chính trị gia phải nên trong sạch hơn. Như người quân tử thời xưa. Dạ, tôi không thể giải quyết vấn đề này. Tôi không thể đến gặp từng chính trị gia một và bảo họ, này, đừng nhận hối lộ. Bây giờ họ nói vận động hành lang, nhưng đó là một kiểu hối lộ. Có lẽ họ nhận tiền trực tiếp, gián tiếp từ người ta. Có lẽ lời hứa bỏ phiếu cho họ một lần nữa, ủng hộ với tất cả bè phái của họ này nọ, và giúp họ phát triển khuynh hướng ủng hộ. Cho nên họ hứa với nhau, giống như làm kinh doanh chợ đen. Nhưng ung thư trong thân thể của một người vĩ đại vẫn là ung thư. Và thậm chí, ung thư trong thân thể của cha quý vị vẫn là ung thư. Mặc dù quý vị thương cha của mình, nhưng ung thư quý vị không thể thương. Vâng, dạ phải. Tôi không có ý chỉ trích hay gì cả. Tôi chỉ nói với quý vị rằng thế giới này là như vậy. Mấy chuyện vận động hành lang, tôi gọi đó là hối lộ. Bây giờ quý vị hiểu tại sao rồi chứ? Hoặc họ nhận tiền, họ nhận thứ gì đó dưới gầm bàn và hứa giúp đỡ nhau để được giàu sang, hoặc để nắm giữ quyền lực hay danh tiếng hay gì đó mà lợi ích cho cá nhân họ. Ở Trung Quốc thì nghiêm khắc hơn về khía cạnh này, nhưng có một vài trường hợp. Một trường hợp là một trong các thành viên đảng rất cao cấp đã bị bỏ tù. Ôi chao! Hối lộ cũng là một đại dịch trong xã hội. Ở mỗi quốc gia đều có vấn đề này, và đó là căn bệnh kinh niên và cũng hay lây nhiễm. Một đồng tu hỏi tôi, bởi vì anh làm việc trong một chính phủ hoặc công ty, và mọi người khác trong nhóm của anh nhận hối lộ. Anh không muốn dạy vì giáo lý của tôi. Anh gặp rất nhiều rắc rối với họ, bởi vì họ lo lắng anh ấy có thể tiết lộ thông tin và hại họ, hại cả nhóm. Thế nên anh hỏi tôi có nên đổi việc hay không. Tôi nói hãy đổi việc vì sự an toàn của anh. Chẳng hạn như vậy, thấy đó, nó có tính lây nhiễm. Nếu
Ví dụ như ông sếp trong văn phòng đó nhận hối lộ, những người cấp dưới khác cũng phải ủng hộ việc đó, bằng không có vấn đề. Hoặc họ kéo bè với nhau thành một nhóm và mọi người phải nhận hối lộ với nhau, không thì có rắc rối. Dạ. Vậy nên thế giới cho tới nay về nhiều mặt vẫn vô phương cứu giúp, và chúng ta có nhiều đại dịch. Dạ thưa sư phụ, không phải chỉ virus mà virus trong xã hội, trong hệ thống chính phủ, trong hệ thống xã hội còn khó chữa hơn so với COVID-19. Nhưng phải làm gì đây? Con người phải học thôi. Dạ sư phụ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư hội thảo cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020.